Em lại tiếp tục giới thiệu một số dòng loa Buxell cho bác đấy ạ. Loa Buxell dùng cho những căn phòng vừa và nhỏ 15, 20 đến 25 mét vuông. Mức giá rẻ chỉ có vài trăm ca đấy, 3, 400, 500k một đôi. Tùy. Những đôi này các bác có thể ghép với những bộ dàn khác để hỗ trợ lời hoặc là nghe những căn phòng vừa phải. Đấy ạ. Sau đây em sẽ báo giá lần lượt, tất cả những dòng này em đều bao hoạt động tốt hết ạ. Báo giá lần lượt và em xếp số thứ tự để tránh trùng với những clip khác. Các bác theo dõi giúp em nhé, bắt đầu này. Đôi đầu tiên là đôi số 60 này. Bởi vì nó nhiều mã quá, em bắt đầu đặt cho nó một cái mã riêng để đôi này đôi số 60. Đó là đôi loa Panasonic số 60. Rất đẹp. 600.000. Đôi số 60 này 600.000 ạ. Đôi này trở kháng 6 ohm. Em đọc trở kháng luôn cho các bác, con nào đôi này trở kháng 6 ohm này, công suất không báo. Công suất chắc nó tầm khoảng độ 5 60W một đôi này nhá. Trở kháng 6 ohm. Công suất không báo thì em đọc sang tiếp theo, đó là đôi loa Victor. Đôi này loa toàn giải luôn ạ, toàn giải Victor ạ. Toàn giải Victor vân gỗ rất là đẹp luôn. Toàn giải Victor vân gỗ cực kỳ đẹp. Đôi này đôi số 61 giá 400.000, toàn giải đấy ạ. 400.000 luôn. Đôi này 40W trở kháng 4 ohm. 40W trở kháng 4 ohm loa toàn giải đấy ạ. Đây. Đấy, được chưa? Còn cái nón này hút ra. Đấy. Đôi số 62 cũng là 400k. Đúng là đôi loa Victor. Đôi số 62 400.000. Đôi số 62 400.000 lỗ thông hơi phía sau. Lỗ thông hơi phía sau. Đôi này là 40W trở kháng 4 ohm. Đôi này 40W trở kháng 4 ohm. Sang đến đôi đây nữa, đó là đôi tiếp theo là đôi gì đây? Cũng là đôi Victor tiếp theo. Đôi Victor này to hơn, khủng hơn con kia, cao khủng hơn, nó cao hẳn luôn này. Mặt trước của nó chỗ này nó hơi bạc cái sơn. Đấy. Nhưng mà e căng nó che vào hết, có e căng lại che hết rồi. Con này là số 63, cũng giá 400.000. Số 63 63 giá 400.000. Con này 4 ohm, công suất là 70W. Công suất 70W. Đôi này 4 ohm. Sang với đôi số 64 600.000. Màu vàng đẹp lung linh. Em quay gần này cho bác nhìn này, nhìn cái mặt đẹp này. 64 giá 600.000. Số 64 giá 600.000. Đôi này xem nào. Đôi này trở kháng 6 ohm. Công suất 30W. Trở kháng 6 ohm, công suất 30W. Tiếp tục sang đến đôi tiếp theo, đó là đôi loa Kenwood. Những cái này các bác ạ, về các bác giặt đứng nhá. Bác nhìn nhiều bác nhìn thấy nó bẩn này. Các bác về bác thả bác giặt hộ em, giặt đi hết sạch hết luôn. Bởi vì E-căng bằng nhựa, giặt được thoải mái. Những cái này này các bác về cho gọi là cái nước rửa kính ấy, bác rửa sạch bong luôn. Còn đây loa thùng vách đẹp lắm. Sạch bong. Đôi này số thứ tự là số 65. Giá 400k, nó hơi mờ, em viết một bút trắng nên nó hơi mờ. 65 400k. Đấy, loa đẹp lắm, thùng vách đẹp keng hết ạ. Đôi này là đôi LS. Đây. LSZ SZ3V kép. Đôi này là 40W trở kháng 4 ohm. 40W trở kháng 4 ohm. Đôi số 66 cũng 400k, đó là đôi loa Pioneer. Số 66. Số 66. Mẹ cũng nặng ra phết đi chứ, nhất chất trên số 66. Con này 30W trở kháng 8 ohm. 30W trở kháng 8 ohm. Số 66 400.000. Sang đến đôi số 67. Cũng là đôi Kenwood, đôi này thì đẹp lắm. Vỏ vân gỗ rất là đẹp, 67. Lỗ thông hơi phía trước nội lực khá tốt, đánh giá tốt, gần vài tầm dầu. Gần vài tầm dầu này. Nói chung là đôi này đẹp. Nhìn đẹp lung linh ạ. Số 67 800.000 các bạn. Số 67 800.000, con này đôi này là 60W một đôi trở kháng 6 ohm. 60W một đôi trở kháng 6 ohm, đọc cho nhanh. Sang tiếp theo, đôi tiếp theo nữa đó là đôi sáp, đôi là sáp này ạ. Là sáp. E căng còn zin hết nhá. E căng đẹp. Là sáp này. Con này đẹp lắm. Con này nhìn loa nó rất là chất, đẳng cấp. Con này là số 68, giá 600.000. 68 giá 600.000. Đôi này là 4 ohm, 60W. Trở kháng 4 ohm, 60W.
sang tiếp theo đó là đôn Victor tiếp theo. Con Victor này căng còn cứng lắm, không cậy được. Số 69 giá 300.000. Đôi này số 69 300.000. Con này thùng vách không được đẹp lắm. Thùng vách không được đẹp lắm, phía sau lưng thôi. Nhưng cái này không sao. Nhấm tí keo là xong. Đôi này trở kháng 4 ohm. Trở kháng 4 ohm, nó tầm khoảng độ hơn 50W. Đấy, hơn 50W. Sang tiếp theo đó là đôi số 70 800k. Đôi này các bác làm loa tay thì có đẹp, Onkyo thương hiệu nổi tiếng. Số 70 800.000 màu đen. Con này 80W trở kháng 6 ohm. Đôi này 80W trở kháng là 6 ohm. Sang tiếp theo với đôi Sony. Đôi Sony để số thứ tự là 71 giá 400.000. Lỗ thùng hơi phía trước. Cái này về các bác lau đây đấy, lau sạch luôn. Số 71 giá 400.000. Ôi trời mẹ, nhìn chót chót nặng thật. 71 đẹp chất nặng luôn đấy ạ. Con này trở kháng 4 ohm. Con này trở kháng 4 ohm, công suất 120W đôi này. Hẳn nào vãi thật. 120W đôi này đấy ạ. Số 71 400.000. Sang tiếp theo đôi số 72 đó là đôi Kenwood tiếp tục này. Kenwood. Đôi Kenwood. Số 72 giá 600.000. 72 giá 600.000. Đôi này là 60W trở kháng 6 ohm. 60W trở kháng 6 ohm rồi này. 600.000. Đôi số 73 800.000. Đó là đôi Sony số 73 800.000 xem nào. Đôi Sony này có công suất là 100W trở kháng 6 ohm. Công suất 100W trở kháng 6 ohm. 800. Đợi tí, đợi anh tí. 2 phút nữa. Đôi số 74. Này, đôi này đôi số 74 nhá. Đôi số 74 đặc biệt là đôi này 3 way đấy. Bác nhìn này 3 way luôn đấy. Đôi này 3 way nhá. Đôi số 74 3 way. 3 loa. 500k. 500k đôi số 74 500k. Đôi này 40W trở kháng 4 ohm. Victor 40W trở kháng 4 ohm. Đôi số 75 cũng là 500k. Để các bác lau đi, lau dọn đi cho đẹp lắm. Cũng 500k đôi số 75. Đôi số 75 đó là đôi loa Sanier. Đôi Sanier trở kháng 4 ohm 30W. Trở kháng 4 ohm 30W đôi Sanier này. Số 75 trở kháng 4 ohm 30W Sanier. Đôi tiếp theo đó là đôi loa Sony màu trắng. Số thứ tự là số 76. Đây. Số 76 giá 600.000. Đôi loa Sony màu trắng 76 600.000. Đôi này trở kháng 6 ohm, không báo công suất. Trở kháng 6 ohm, không báo công suất. Và đôi cuối cùng đó là đôi loa số 77 là đôi loa Panasonic. Panasonic rất là đẹp luôn ạ. Kỳ đẹp. Đôi loa Panasonic này. Đôi loa Panasonic này, đôi này là trở kháng 6 ohm, công suất 80W một đôi. 80W. Rồi giờ em đang giới thiệu đến quý vị là một số mã loa. Em đọc nó hơi nhanh nhưng mà thôi, đọc rõ như thế cho các bác. Nó phiên phiến đấy ạ. Đẹp quá.